cô giáo mà chú cổ ở đây. Dạ. Sau này má cổ chết cổ về lên trên thành phố và cổ để lại đây chứ không phải là nhà Ủa sao cô. để cái bàn thờ thế ghê vậy? Hồi đó má cổ chết đó giờ thì đem đi giảm rồi mới Vậy cái để bàn lại thờ đó là thờ đó là thờ thờ má má có hả? má cổ rồi Dạ. lên trên thành phố. Dạ. À, cô cầm mấy cái con cá này đi phóng sanh hả? Cá trê phóng sanh hả cô? À, cá bún dừa. Đâu ơi, cho con coi, hồi đó giờ lâu lắm rồi con không không thấy là cá bún dừa. Cá bún dừa miền Tây. Cá bún dừa. Cá bún dừa này là thiên nhiên anh chứ không phải là nuôi Hồi nè. nãy em xả thì không đặt nhiều đó, đặt Dạ. ký vậy đó. Này đẹp. Giờ cô bắt đầu xả cá. Cá bón hôm nay là ngày Nay rằm là ngày 24. 14. Thầy xả cho chồng là đặng nhân gần. Tôi là Phạm Thị Ly. Thì con tôi là đặng Thị Mỹ Kiều. Như Thành Lộc. Đặng Thị Ngân. Nó bơi quá nhanh rồi. Nguyễn Ngọc Em. Là cô thả từ con là cô đọc tên vậy đó hả? Em không có cái kẹp, em không dám đưa ra ngoài, em lọt cái Chị tủm. Ngân. Đi với bạn những tiền cái gì đó. Cô vô đây với con. Có gì đâu, không dám. Con nghe lạnh lạnh. Dạ thì ở đây có một cô bên nhà kế bên đi vào nhà cô chia sẻ. Đây là bàn thờ trước kia của cụ hả cô hả? Đúng rồi, này bàn thờ của bà một. Giờ nhà tủ đổ vô nó gỡ hết rồi đó. Đây là cái bộ áo dài nè, cái này. Những cái vải này là vải lụa phải không cô? Còn rất là mới luôn. Trộm lấy cái tủ bỏ nè. Đây là cái khăn. Đồ này cầu một xe lôi luôn á. Bây giờ đồ này anh sống lại là cũng nhiều tiền lắm. Nè, của bà đó ta chúc mừng thọ bà nè. À, để có cái áo dài trắng nữa là cô đi chùa hả con? Đúng rồi, bà nó cũng đi chùa nữa đó. Là cái áo này còn lại là của cô giáo hay là của bà cụ? Cô giáo hay là của bà mợ cũng không biết luôn. Chắc của cô giáo chứ của bà cụ thì đúng hết chứ cô. Cả nhà, chào mừng cả nhà quay trở lại kênh Nắng Tây Ninh. Thì hôm nay trên đường về Cần Giuộc Long An thì Hoàng và anh Phú vừa mới qua cái cầu này mọi người. Thì phát hiện bên kia cái cầu có một cái căn nhà. Một căn nhà tuy là nó nhỏ thôi nhưng mà một căn nhà hoang mà nhìn từ bên ngoài đường nhìn vào nó ẩn khuất ở trong bụi lùm. Bên trong đó nó có một cái bàn thờ, hình như là bàn thờ này của bà người thân của gia đình, hình như là cũng mới vừa qua đời anh Phú. Mình đoán như vậy thôi. Thì để biết thực hư cái căn nhà này như thế nào, có lẽ là mình sẽ tìm hiểu các cô chú xung quanh cái ngôi nhà này để nhờ mọi người chia sẻ có phải là ngôi nhà này có người vừa mới mất hay là không. Và cái ngôi nhà này nó bị bỏ hoang bao lâu rồi. Thì ngay chỗ cái đoạn này á, tới chỗ ngôi nhà đó khoảng chừng vài chục mét nữa thôi. Bây giờ xin mời cả nhà cùng đồng hành cùng Hoàng và anh Quỳnh Phú Channel vào trong cái căn nhà hoang này để tìm hiểu căn nhà hoang này nó huyền bí như thế nào nha cả nhà. Cô giáo mà chú cổ ở đây. Dạ. Sau này má cô chết cũng về lên trên thành phố và cổ để lại đây chứ không phải là nhà. Ủa sao để cái bàn thờ thế ghê vậy? Hồi đó má cổ chết đó giờ thì đem đi giảm rồi. Vậy cái bàn thờ đó là thờ đó là thờ mà má có hả? Má cổ rồi. Dạ. Lên thành phố. Dạ. Má cổ chết lâu chưa cô? Má chết cũng lâu rồi. Dạ. Ông trộm nữa vô tháo đồ cô cổ nhá. Dạ, cái nhà đó giờ là mình đi vô trong được không? Dạ. Dạ, để chú cái nhà hoang nó bỏ bao lâu rồi cô? Cũng cả năm năm mấy thì cổ lâu lâu của gì cổ thăm. À, nhưng dạ. Mà ông trộm nó tháo đồ của cổ. Lấy cái dao mà. Ừ, lấy cái dao chứ vậy cổ. Là cũng mới bỏ hoang đây hả? Ừ, thì cổ về hoài hả? Thấy cái bàn thờ ở trước để ở trước thấy ghê ghê. Cổ đem gì chế? Mà cái khu vực này ngày xưa tâm linh dữ lắm phải không cô? Hả? Khu vực này ngày xưa là tâm linh dữ lắm phải không? Tâm linh là gì? Ma quỷ hả? Dạ. Thì tôi nghe nói trong vòng vòng như đó gì đó như giờ người ta đào đầm tôm rồi ta nuôi cũng hết. Thì vòng 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 đây là tâm linh dữ lắm luôn á. Dạ, ở đây là mình thuộc cái địa danh đây là thuộc về huyện nào cô? Huyện Cần Giuộc. Huyện Cần Giuộc. Tỉnh Long An. Dạ. Con đi trổ ra cái cầu này tự nhiên cái phát hiện ở đây có căn nhà hoang mà nhìn ở ngoài hai anh em nhìn vô thấy cái bàn thờ vàng vàng, nhìn thấy cái tấm giảng nó nhìn thấy sợ luôn. Ừ, thấy ghê quá. Cô nhà gần đi không? Đó, sát bên đó. Ủa vậy cô rành cái nhà đó quá rồi. Ờ thì cái đó là nhà... cái bà cụ đó chết cô, tính ra là bà cụ đó chết cũng tám mấy tuổi á. Tám mấy tuổi chết mấy năm rồi cô? Thì chết cũng này 2-3 năm này. Dạ rồi 2-3 năm chết xong cái qua năm sau nữa cái cô giáo bỏ đi Sài Gòn luôn. Không, cô hồi trước là bà ở đây chỉ một mình bà. Về bắt đầu cô đó cũng có chồng ở trên phố. Thì cô về trên phố cô dạy học. Về một mình bà cụ bà ở đây. À. Thì sao bà mới bệnh mới chết mà đem về đi làm đám tang ma. Vậy
Như là nhà này trước kia có mình bà cụ 80 tuổi đó hả? Mà đó cổ ở vậy, cổ có chồng cổ đi về anh Chảnh, giờ một mình bà cụ ở đây. Kiểu như giờ công an việc làm trên Chảnh là giờ người ta mới đem hình lương rồi Chảnh thờ rồi còn cái bàn thờ thì để lại không con? Dạ. Hồi đó bà một bà ở dưới đây với thằng trai. Thằng trai nhưng mà thằng trai bị bệnh tâm thần. Dạ. Hiện tại bây giờ thằng trai vẫn còn. Trung tâm bảo trợ xã hội không con? Chắc gửi đâu đó đó. Dạ. Cái chú đó gửi thì ổng cũng mập lù, ổng sướng kiểu như có tiền. Dạ đúng rồi. Gửi chú đó cũng sướng, như về đây thì cũng không có quậy quạng gì ai hết. Dạ. Nhưng mà bà một bà già rồi, bà không có nuôi được. Dạ. Thử nhà mới gửi chú xuống dưới. Cái chú cũng không có quậy quạng gì ai đó, về cũng dạ. Rất là bình thường. Dạ. Sáng cũng dẫn đi chợ mua đồ, đi ra ngoài chợ mua đồ về cho mẹ ăn. Dạ thôi con, cảm ơn cô nha. Bây giờ cô cầm mấy cái con cá này đi phóng sanh hả? Cá trê phóng sanh hả cô? Dừa. À cá bóng dừa. Đâu ơi cho con coi, hồi đó giờ lâu lắm rồi con không thấy là cá bóng dừa. Cá bóng dừa miền Tây. Cá bóng dừa. Cá bóng dừa này là thiên nhiên anh chứ không phải là nuôi. Hồi nãy ông xã tôi cũng đặt nhiều đó. Dạ. Đó. Này để đặt bằng cái gì cô? Hả? Đặt bằng cái gì? Đặt bằng cái thấy tưởng đâu cá trê con mà mua ngoài chợ để phóng sanh chứ. Là cá bự mình bán bao nhiêu ký hiện thời giờ đây con? 200 ngàn. Đem đây mình cân cá. Dạ. Cái này tôi thấy nhỏ nhỏ, nhỏ nhỏ này. Thả vậy? Dạ. Thả. Dạ. Hơn cá ở đâu? Thả mốt lớn bắt lại hả cô? Ai biết thì nó có vô mình bắt lại. Đi dẫn xem cô thả cá bóng. Này kêu bằng cá bóng dừa hả? Dạ. Là nó ở trong cái bọc dừa là mình kêu cá bóng dừa hay sao cô? Dạ. Giờ cô thả nó chỗ nào? Dạ là nó cao quá nó chết không? Có chỗ này cạn nè. Lại đi đứng thả đi chạy đi ra đi nọ nữa thôi mình bắt thả chứ. Đấy. Thì 14 thì mình thả. Nhưng qua đây thì có chỗ núi đó. Dạ. Đỉnh vô á. Xong thả rác thả gì xong rồi lên bển dưới đó nè. À cô có dám đi vô trong căn nhà đó không cô? Dám chứ. Dám hả? Chút nữa cô đi vô với hai anh em tụi con được không? Dạ. Giờ cô bắt đầu thả cá. Cá bóng hôm nay là ngày rằm ngày 14. Thầy thả cho chồng là bạn Nhân Rừng. Tôi là Phạm Thị Ly. Con tôi là bạn Thị Mỹ Kiều. Như Thầm Lộc. Bạn Thầm Nhân. Nó bơi quá nhanh rồi. Nguyễn Ngọc Em. Là cô thả từ con là cô đọc tên vậy đó hả? Em không có cái kẹp, em không dám đưa ra ngoài, nó lọt cái tủm. Đi bận lượng tiền, nó có gì đâu. Còn hai người nữa. Ừ, nó mình nó bơi kìa. Ừ, thì vậy thôi. Giờ đi mất tiêu luôn rồi. Ừ. Ông xã cũng đặt ở đây nè. Dạ. Ông xã gì đặt, mình thì... Lén lén mình đem ra mình phóng sinh. Ở nhà ông ít rồi, lâu lâu tôi bắt đi thả hoài. Dạ. Sợ lắm, tôi không dám mời, tôi dám mua cái... Ông thì đặt còn cô, cô đi thả. Tự mình nghèo quá thì mình sẽ đặt. Sao vậy? Dạ. Chỗ ngay cầu này có chiếc ghe đẹp quá anh Phương. Chiếc ghe này chở hàng hả con? Mua cây chai phế liệu nè. Thì lúc nãy hai anh em mình đã đi tới đoạn này vừa qua cây cầu thì hai anh em Hoàng và Tú phát hiện bên kia cây cầu có một cái ngôi nhà bỏ hoang mà nó nằm ẩn khuất ở trong cái bụi lùm á. Thì như lúc nãy hai anh em mình nhìn á. Từ ngoài nhìn vô thấy cái bàn thờ nó có một cái tấm giản cái màu vàng vàng nhìn thấy rất là đáng sợ luôn. Đúng rồi anh. Nhưng anh thấy rùng mình luôn ạ. Cái chị cái cô này mới vừa chia sẻ là cái ngăn nhà này có bà cụ chết nay mấy năm rồi người ta cũng bỏ hoang tới bây giờ luôn. À đúng rồi. Bây giờ anh em mình sẽ đi vào căn nhà đó để xem căn nhà đó nó bỏ hoang và xem bên trong nó như thế nào. Mà được. Nhìn ở ngoài mình thấy nó ớn lắm. Bây giờ hai anh em mình bắt đầu đi. Thì rước đi thôi nhưng mà thường thường cái linh hồn là cái người sống á. Người ta ở chỗ nào ta ở chỗ đó ít đi lắm. Cũng không biết bà cụ cái linh hồn bà còn ở đây hay không. Để quay cái tiêu đề. Thì cái ngôi nhà hoang mà mình và anh Phú vừa nhìn thấy á, nó nằm hình như là qua cái lá cờ này xíu anh ha. Đúng rồi anh. Ở đó em thấy có một cái hẻm và có một cái ai dục một cái tủ gì đó nằm ở bên cái vỉa đường á. Căn nhà mà mình muốn chia sẻ mọi người nó nằm trong cái rừng dừa nước nè mọi người.
nó rất là âm u luôn, nhưng mà nhìn vào là thấy cái bàn thờ thì liền luôn á. Sắp tới mọi người, đây nè, ở đây em thấy có một cái hẻm và một cái tủ gì ai quăng đây nè. Một cái tủ, căn nhà nó nằm bên đó đó mọi người, mà không biết là đi đường này được không anh? Đi đường này mình lỡ anh bước qua đó đó anh. Cái này em thấy có cái hẻm nè, nó có con mương thì nó khô rồi. Bây giờ mình sẽ đi vào cái đường cửa chánh đó đi. Cái cửa chánh nó đi bên đó, nó sẽ vòng vô cái ngôi nhà đó. Từ đây mọi người cũng nhìn thấy cái ngôi nhà nó có cái bàn thờ. Bắt đầu hai anh em mình bước vào đây, đi vào bên trong nhà xem cái căn nhà nó như thế nào. Đi quay mấy cái bẫy rắn. Bẫy rắn hả? Dạ. Ủa cái đường nào ngôi nhà anh? Đây anh. Đây xuống nè. Hình như là người ta bỏ hoang lâu năm riết rồi, nó bây giờ mất cây mất cái đường đi vô luôn rồi. Đúng rồi, bây giờ cây nó bích chịch đó nhá anh. Như lúc nãy cái cô đó chia sẻ là ngôi nhà này là bà cụ 80 tuổi mất nay 3-4 năm. Đường này vô hả? Đúng rồi, bây giờ nè, mình đi xuống đây nè. Có chừng mấy cái tổ ong nha. Ở khu vực này giờ là kiến vàng với lại ong ong. Thì giờ lúc nãy á, anh em mình nói vô tình đi cái này mọi người phát hiện ở đây có một cái căn nhà. À, đồ đạc em thấy còn ngổ ngang chỗ anh Hoàng ơi. Lúc nãy mọi người không hiểu sao nó có một linh tính gì á. Nhìn vào đây thì thấy một căn nhà ra, thấy một cái bàn thờ phải nói là rợn người luôn. Ở bên đây thì cây cối tùm che phước cái mặt tiền đó nha. Bên kia em thấy có một cái đìa đuôi tôm hả? À, cái đó cái đìa đuôi tôm đó. Dừa nước. Thì các bạn cũng nhìn thấy từ bên ngoài mình nhìn vào, thật sự là khó thấy được cái ngôi nhà lắm. Ảnh cũng ở trong một cái lùm cây như thế này, có rất là nhiều dừa nước. Đây là những cái cây trăm bầu, cây liêm. Trăm bầu, dừa nước, rất là nhiều luôn. Ở đây có cây bàng nữa nè. Tốt quá ha. Bên kia có một cái hộ dân nuôi tôm, nhà có lẽ là đâu. Đó, có cái chòi đó anh. Còn cái cô lúc nãy chia sẻ cho mình là những cái nhà mình đó nè. À đúng rồi. Thì thế cô biết rất là rõ về cái gia đình của cái cô giáo bên đây. Một cái bàn thờ, một tấm giảng vàng, những cái chữ tàu, chữ nho. Và một cái em thấy là ở chính giữa là một tấm hình Phật phải không? Từ từ anh, mấy cái ngôi nhà mà bỏ hoang như thế này là lâu năm á. Câu chừng nó có những tổ ong, mình đi chậm chậm, có gì mình né, mình đi chỗ khác. Thì ở đây cô chú chị cũng nhìn thấy có rất là nhiều hương nha, phía dưới bàn thờ kìa. Đó. Đây là bàn thờ của bà cụ. Khi mà mất xong rồi thì làm nó xong, cô giáo cũng về Sài Gòn để mà sinh sống lại. Cho nên cô về thắp hương. Thì ở đây trước kia là một cái bàn thờ, có lẽ là để làm đám anh á. À, đúng rồi. Vị đồ tất cả thì người ta cũng thỉnh về ở thành phố hết rồi. Cái này là cái bàn thờ nằm trong căn nhà luôn chứ. Ừ. À, mình đi ngoài mình dòm vô tưởng đâu nằm ngoài hàng tư. À, những cái tấm vách này nè, em nghĩ chắc nãy như khu nói là cũng bị người ta cài, người ta lấy hết rồi. Cửa sổ luôn nè. Thì có lẽ là một cái ngôi nhà trước kia thì nó hoàn chỉnh, ở đây nó có một cái khung cửa sắt nè, rất là kiên cố luôn. Thì khi mà cô đi về Sài Gòn á, về thành phố á, thì không có thể nào mà gỡ bỏ cái khung cửa này. Có lẽ là trộm vào đây để mà cài hết cái khung cửa này. Chứ nếu mà người ta đi về thành phố dưới cũng muốn để lại khung cửa cho ngôi nhà kín đáo, không thể nào mà cài bán hết. Dạ. Dạ đồ đạc trong đây con thấy còn nhiều quá hả cô ha? Trộm được bớt rồi đó chứ. Dạ. Cô vô đây với con. Có gì đâu dạ. Con nghe lạnh lạnh. Dạ thì ở đây có một cô bên nhà kế bên đi vào. Nhà cô chia sẻ.
Đây là bàn thờ trước kia của cụ hả cô hả? Đúng rồi, này bàn thờ của bà một. Giờ nhà tủ động vô nó gỡ hết rồi đó. Cửa này là cũng trộm cài hả cô? Đúng rồi. Cài sạch sẽ hết rồi. Cái này nhà của bà một. Dạ. Bà cụ đó là kêu bằng bà một. Bà một. Con xin phép hỏi cô thứ mấy? Thứ sáu. Cô sáu. Ở trong kia đồ quá chừng luôn hả cô? Quần áo rồi nhang. Tủ tủ nhà của cô giáo mà. Còn mền mũ đâu hết rồi mà giờ quần áo dục hết rồi. Đó ta lượm ăn trộm hết rồi. TV mà... đâu có hết. Đầy đủ luôn mà trộm lấy hết rồi. À cái đó là. Hồi đó bà một bà quy y á, Đức Phật Thích Ca, Phật bà quy y á, quy y giống kiểu núi mình nè. Dạ, ở bên chùa người ta làm người ta tặng á cô. Quần áo gì đâu rồi là mùng tủ, nhưng mà họ đã gỡ, họ gỡ tủ của vậy là cái tủ hồi nãy con thấy dục ngoài kia. Không phải cái tủ bự lắm, tủ bự từ đây tới đây. Là cái nhà này khi đóng cửa bà cụ mất, cô giáo đóng cửa bỏ đi là còn nguyên đầy đủ hết. Đầy đủ. Là người ta vô người ta cải ta lượm hết. TV lượm hết rồi còn dục rồi mót lại kìa. Đem bà một về đây làm bánh ma mà. Dạ. Trình luôn thì khi mà trộm vào đây nó lấy cái tủ rồi quần áo nó vứt bỏ toàn bộ hết. Rồi TV lấy còn hai cái remote. Cái này cái chế bàn mà sao đâu trong đây quá trời cô? Hả? Cái chế bàn mà sao trong đây quá trời cô? Đụng á, đụng ở đây sao đây vô nè. À, cái tủ lúc trước là nó kê vô đây nè. Cái đó là không á. Để là ngay chỗ đó cái TV á. Dạ, cái TV. Đúng không? Nhạy cảm lắm. Dạ. Nhà ta cũng đầy đủ hết. Nhà cũng rộng quá ha cô ha. Ở đó là cô giáo, ở đó cô giáo mà kia cũng vô đây cũng miếng lát này. Dạ. Để mới kết. Kết tôi lát là tắm rồi đàng hoàng hết. Ngày sau cổ mới đi học trên phố. Cổ đi chỉnh dạy học. Dạ. Cổ một tuổi tôi á. Dạ cũng lớn hả cô, nay cô nay cô sao mấy? 60. Nay 60 hả? 60 vậy là cô tuổi tuổi mẹo hả? Hay tuổi thìn? Tuổi thìn hả? Chìa phá. Ở cô lụm về xài luôn đi. Có gì đâu. Anh trộm nó vô nó lấy xong bỏ sót lại một cái chìa khóa. Chìa khóa này chìa khóa 10 anh. Chìa khóa 8. Chìa khóa 10. Chìa khóa 10. Ai cô? Bên đây dạ. Là dọn cái này là qua ở đỡ tạm hả cô? Dạ, có cũng có hỏi ý kiến rồi không cô? Đây có một cái sâu chìa khóa chìa xe khóa. Gắn máy nè. Sâu chìa khóa nằm đây là xe gắn máy đâu? Không lẽ nó đẩy luôn rồi? Hả? Dạ, có cái sâu chìa khóa xe gắn máy lại chìa khóa tủ gì nè cô? Chìa khóa tủ, chìa khóa xe gắn máy. Có cái đó đồ xe là của Mỹ Tiên, chủ. Dạ. Tên Mỹ Tiên. Dạ. Dạ này nhà nó trên chỗ qua cầu Vĩnh Long. Thì phía bên ngoài đây là con thấy mấy cái hồ hồ nước hả cô? À, mấy cái hồ nước đó. Đồ luôn. Đồ mới không luôn anh. Đó cô giáo. Dạ. À, đây là áo dài nè anh, áo dài nè. Dài nè, hồi đồ còn rất là giá trị nha. Khi mà lấy cái tủ đi rồi á, bỏ mấy cái đồ này hư hết luôn. Áo dài của cô nè. Nè anh cầm cho mày đi anh để em banh lên cho dễ hơn. Đây. Đây là cái bộ áo dài nè cả nhà. Những giải này là giải lụa phải không cô? Còn rất là mới luôn. Trộm lấy cái tủ bỏ nè. Đây là cái khăn. Đồ này cầu một xe lôi luôn á. Bây giờ đồ này anh sống lại là cũng nhiều tiền lắm. Nè, của bà đó ta chúc mừng thọ bà nè. À, để có cái áo dài trắng nữa là của đi chùa hả cô? Đúng rồi, bà nó cũng đi chùa nữa đó. Là cái áo này còn lại là của cô giáo hay là của bà cụ? Cô giáo hay là của bà một cũng không biết luôn. Chắc của cô giáo chứ của bà cụ thì đốt hết chứ cô.
Cái áo dài này giống cái áo dài đạo Cầu Đài. Áo dài của bà Một. Đúng là áo dài đạo Cầu Đài. Đạo Cầu Đài, nhưng mà sao bên đạo Phật này cũng như chị ở mặt có cúng nước. Dạ. Đạo bên đạo Phật thường thường bằng áo xám xám mà cô. Xám gì đó đó. Áo này là áo đạo Cầu Đài. Đó. Áo dài đạo Cầu Đài á. Đó, đâu. Cô cầm cái chú mới cầm cái. Đúng rồi, cái áo lam á. Đó. À đó. 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 Là Mỹ Tiên mà thường mặc cái nguyên bộ đồ đó đó. Dạ. Còn cái áo lúc nãy anh cầm là đó là bộ đồ dài của đạo Cầu Đài á. Rồi tôi đi về à. Dạ, dạ, cảm ơn cô. Đây là cái áo khoác. Áo khoác của bà cụ. Cái quạt. Cái quạt này là ở quê là trời nóng hay xài cái quạt này lắm nè. Về. Bởi vì ở quê mình á hồi xưa nó không có điện. Bên đây là mùng mền chiếu gối nè. Quá xá rồi. Hai cái tivi, tivi này cái hiệu gì cũng lạ. Tivi Trung Quốc. Tên này đọc không được anh. Thật sự thì em chưa bao giờ vào một căn nhà hoang mà thấy đồ đạc mà khi mà ăn trộm nó cạy tủ, nó lấy đi cái tủ mà đồ đạc mà nó vứt một rất nhà nhiều. Như thế này luôn á. Rất nhiều luôn. Giấy mấy cái mừng thọ, mấy cái bằng khen mừng thọ rồi. Cái này nếu mà hồi mới bước ra phát hiện thì đem cho từ thiện cũng hay lắm. Đồ mới không anh? Thì đồ này người ta cũng đang sử dụng mà. Đây có cái nón lá nè. Cái cửa này theo nghĩ là có lẽ là trộm nó mới vừa cạy một thời gian gần đây thôi. Đúng rồi. Cái mùa mưa thì những cái đồ này nè ướt hết. Bị mưa tạt vào hư hết luôn. Ước cái dấu hiệu của đồ này còn rất là mới. Đúng rõ là cái tủ này mới vừa mất thôi, không có lâu lắm. Ở đây là còn giấy tiền vàng bạc luôn nè. Khi mà đám tang người ta cúng á, kiếm tiền vàng bạc. Đây là những tấm bằng tổ quốc ghi công hay gì đó anh? À, cái bằng tặng của chị Tiên là giáo viên trường tiểu học Rạch Núi nè. Ở trong đây thì em thấy còn là những cái cây đèn đèn cầy bằng ly. Và cái chai dầu này em nghĩ là chắc châm đèn nè. Cái cây này là cái cây trúc phải khi mà làm đám không? Có bịch cái đầu vải trắng trắng. Đúng rồi anh, đúng rồi cây này nè. Ủa mà cái cây này xả than là người ta đem người ta đốt luôn mà sao? Ủa, không phải. Bữa mà khai mộ là mở cửa mã đó là người ta đem vào mộ để dựng luôn mà. Mà sao cây này còn trong nhà? Kỳ lạ quá. Bên đây còn rất là nhiều giấy tờ gì bên đây nữa nè. Giấy sắc giấy tờ gì luôn. Nó làm rất rất là... Đây là những cái biên lai. Biên lai. Nó quẹt xuống cái vỏ. Nó phồng kìa. Giờ này bà cụ chưa về sớm vậy thôi. Ở đây là một cái thiệp lì xì Phúc Như Đông Hải Thọ Tỷ Nam Sơn. Những cái phiếu mà nộp những cái biên lai nộp thu thuế nhà đất. Tất cả những cái này là nó nằm trong tủ khi mà trộm lấy xong mà vứt ra từ lưa đây nè. Có một cái máy tụng kinh mà xài pin. Đây cũng là một tấm hình Phật. Ở đây ai cắm đốt thuốc quá chừng luôn ha. Cũng mà bàn thờ phụ nữ mà. Bàn thờ này sao người ta cúng thuốc kiểu người ta. Phụ nữ đâu hút thuốc anh. Ừ. Đây là thờ bà cụ mà sao mà... Có tới đây cầu cơ trên số không? Sao mà người ta cúng thuốc nhiều ghê á. Đầy luôn. Cái cúng thuốc này thì chỉ có cầu cơ trên số thôi. Còn ở đây là giống như hai cái bài vị gì. Đúng rồi, hai cái chân để hai bài vị. Để hai cái khuôn hình lên đó. Ừ. Đó là những cái ốp nhang mới chưa kịp đốt vào đây nè. Được xóc sổ ra ngoài đây nè. Thực ra lúc nãy từ bên ngoài nhìn vào thì mọi người nhìn thấy
những cái tấm giản như thế này á, rồi bức tranh Phật, quần áo nhìn nó thoáng thoáng đây á, mọi người thấy một cái đống đồ, rồi chăn màn, phải nói là nhìn cảnh tượng bên ngoài, nhìn vào cái ngôi nhà là phải nói nhìn ớn lạnh luôn mọi người. Thì mình thật sự đó cũng đúng, ngôi nhà này là có người mới mất vài năm rồi người ta ở hoang. Xung quanh thì hộ dân nuôi tôm, thì lúc nãy cái cô mà chia sẻ cho mình là cái ngôi nhà của đây rồi, thì thấy cô viết rất là đồng về gia đình của cô giáo này. Để treo đi, khi nào công chiếu lên bấm lên là công chiếu liền luôn. Chứ mà công chiếu hẹn giờ ở lâu dữ lắm, không ai nhớ hết trơn. Hồi đó cũng làm vậy, sau này cũng làm. Bấm được lên là tới gần trước tới giờ công chiếu nửa tiếng hả? Không có, để tới giờ công chiếu lên bấm phát luôn. Mình cứ để bình thường vậy, tới giờ cái mình vô mình mở chức năng cài đặt. Mở chức năng cài đặt cái chỗ mà phần công chiếu đó. Biết rồi. Cái mình mở lên cái nó có chỗ công chiếu ngay đó, cho nó công chiếu ngay liền luôn. Bây giờ anh em đi vòng bên này. Ở đây em thấy còn một Thì phía bên hông căn nhà này á, là những cái lùm cây và mé bên đây nè, là một cái ao nuôi tôm của cái người dân gần đây. Và phía ngoài đây là những cái hàng dừa nước, những cái cây tràm, những cái cây này kêu là cây mắm. Và clip chia sẻ về cái ngôi nhà của bà cụ mất Võ Quang á, tới đây cũng kết thúc. Phú xin chào tạm biệt quý cô chú anh chị, hẹn gặp lại quý cô chú anh chị vào clip sau. Cô chú anh chị nhớ đăng ký kênh ủng hộ Phú với anh Hoàng. Phú cảm ơn cô chú anh chị rất nhiều luôn.